Đây tô hủ tiếu thập cẩm của mình đây. Được á. Tôm, mực, thịt thăn nội, tôm khô, cá lợp, đã coi sao đẹp khô các nhà. Xương ống, xương cổ. Rồi chào cả nhà, hôm nay em xin giới thiệu với cả nhà em nấu một món này để ngày mai em chuẩn bị ăn sáng cả nhà. Đố cả nhà món gì đây? Đó. Đây là gồm xương ống, và xương cổ, với mực. Dạ, tôm khô. Đó, mực tôm khô. Mà hôm nay em sẽ giới thiệu cả nhà còn một món nữa để cuối video em mới nói cho cả nhà hay, gồm mực tôm khô còn một món nữa. Cả nhà coi hết video cuối cùng cả nhà sẽ biết một cái món đó, vừa thơm cho cái nồi hủ tiếu mình. Bảo đảm là chưa, không phải chưa mà chỉ có một số ít biết thôi. Rồi mời cả nhà theo mình làm nha. Rồi bắt đầu tôm khô với khô mực mình rửa cho sạch, mình ngâm cho nó hơi mềm mềm, đồng đem đi mình nướng. Rửa lại 2-3 nước đi. Cho nên mình nướng cho nó thơm. Hủ tiếu của mình nó đặc biệt là không có bỏ củ cải trắng gì cho cả nhà. Cũng vẫn thơm. Mình chỉ bỏ là hành tím phi thôi. Chứ sau cùng mình ăn, trước khi mình ăn mình bỏ hành tím phi với tỏi phi với tắc mỡ á. Nói giờ mình rửa sạch, mình ngâm hồi để cho mềm, đồng mình đem qua mình nướng. Cái xương này chiều mình có chần qua nước sôi kìa. Chần với nước sôi cho nó sôi lên dài dạo, mình đồng mình đổ ra mình rửa lại cho nó sạch. Nói giờ đây mình có cái nồi súp nè, mình bỏ vô. Nồi này hầm cái chừng 3-4 tiếng cho nó ra hết chất ngọt. Cái xương cổ mình á, mình canh cái xương cổ mình canh sao mà cho nó vừa mềm tới thôi, chứ đừng cho đục quá ăn không được nha cả nhà. Còn xương ống thì mình để giữ lại, để cho nó lâu, cho nó ra chất ngọt. Xương cổ thì nó mang mềm hơn cái xương ống. Nó làm đổ vô nhanh. Đó, bắt lửa lên, đầu lửa nó sôi lên, đầu mình đổ cho sôi lên dài dạo, đầu mình dặn lửa nhỏ lại, đổ nước cho đầy luôn. Đó, sau khi mình đặt nồi nướng lên á, nóng nãy giờ, bây giờ mình rửa sạch tôm khô với mực rồi, giờ mình bỏ vô mình nướng, chừng nào cho thơm, thấy thơm á, hơi vàng vàng cũng đồng lấy ra bỏ vô nồi súp hủ tiếu.
5 phút là nó thơm. Đầu mình chở mặt lại. Đó là súp của ta, giờ đừng sôi á. Sôi lên giờ ta vớt bọt nữa. Bọt nó dặn lửa ghiêu ghiêu lại. Cái bọt ý là nãy là mình có chần sơ qua một lần rồi á. Này mình không có ăn tim gan đồ ăn cả nhà. Mình chỉ ăn tôm mực với cái thân nội á. Cái thân nội nó ăn nó mềm nó ngon lắm. Thân nội mình tái nó ăn mềm giống như thịt bò tái á. Mình tái nó ăn lâu hơn thịt bò chút. Đó, cái này là mực tôm khô trong đây à. Để vậy mới dễ làm, mới làm luộc xong xuôi á. Mình lấy tôm khô với mực á, mình sẽ làm cách này cho cả nhà coi. Rồi bây giờ cái nồi này mình nấu cái chừng cần 2 tiếng đi. Tắt, sáng ngày mình nấu nữa, tại vì giờ tao cũng khuya rồi. Đúng rồi, súp mình về sôi á, bữa rồi tầm chặn lửa nhỏ giờ nêm vô, nêm muối. Nồi này thường thường mình nêm 3-4 muỗng muối, cà phê. Thì nêm cái vừa miệng mình thôi, chứ nhiều khi ta nói thì không biết bao nhiêu, cả nhà nhớ nêm theo cái vừa ý của mình thôi. Bột gà thì nêm 5-6 muỗng. Tại vì mơi còn dớt xương ra, nước nên là nước mình nó cạn xuống nữa, mình còn phải nêm lại nữa. Muỗng bột ngọt, ở nhà xài bột ngọt ít, mình dùng bột gà nhiều với đường phèn. Rồi như đây thôi, đồng để lửa ghiêu ghiêu. Nấu nãy giờ cũng tiếng mấy, mình chưa xi nhê gì nữa, còn 3 tiếng. Rồi mình nấu cái chừng nửa tiếng mình tắt, mời nấu tiếp nữa. Ở cái nhà không thấy không, giờ mình mới sáng ngày dậy mình đun nồi súp một tiếp tục nữa nè. Các bạn đun cứ tẩy nắp tẩy vậy đi, mà để hơi hở chút xíu, nó hơi hở chút xíu cho thịt mình xương mình nó mau mềm cũng được, chứ đừng có dở ra dở cũng lâu. Đó giờ mình nấu thì rồi tẩy hở vậy thôi à, nó cũng vẫn mềm không bị đục nước nữa. Đó, thấy không, nước trong veo rồi. Rồi tối mình bỏ thêm miếng tôm khô, khô mực cho thêm. Xương nấu gần 3 tiếng à, chưa mềm. Nhảy nước trong veo. Đó, giờ mình lấy hộp tôm ra mình sẽ bán. Con này là nước mực đông đá luôn, xả đá cao lấy mới thôi. Rồi tối mình quên đem ra, giờ phải xả một miếng sớm nhanh. Nó giờ mình đập tỏi á, để mình cháy mỡ tỏi á.
phi tỏi với cả nhà. Hủ tiếu mà không có tỏi thì không có thơm được. Với một hồi mình phi của hồi mình thắng mỡ tách mỡ á, hủ tiếu cũng nhờ có tách mỡ thì mới thơm. Mình chỉ lấy tách mỡ thôi chứ mình không có lấy mỡ ha, không có ăn mỡ heo mùa này bên đây lạnh á, ăn mỡ heo không có tốt, thường thường ăn dầu không à. Thì mình thắng á, mình phi thì tỏi giống như phi hành phi thôi, cũng để lửa cao vậy cho nó nhanh, bốc hơi nước lên nó giòn, chứ đừng có để lửa mà kêu kêu, để lửa kêu kêu cũng như giống như mình nấu nó không có được giòn, tại vì nó còn nước á, còn mình dặn lửa lớn là nó bốc hơi nước lên nó mới giòn được cái hành của mình với cái tỏi của mình. Nó bỏ cái đít nó vỏ tỏi mình phi cũng tròn cả nhà, mình có thử ăn tỏi cũng bổ tốt cho sức khỏe. Mình bỏ vô cái máy xay á, mình đừng có, mình cứ để lúc cho nó xay động hay mình nhắn nhấp nó cái nhấp cho nó xay cái mình ngưng lại, ngấp nhấp cho xay cái mình ngưng lại vậy nó không có nhuyễn. Thì nào mình cảm thấy nó vừa mình đem ra mình cháy phi tỏi nó, chứ mình để cho nó quay hoài nhiều khi nó nhuyễn cái tỏi của mình ra, tỏi đừng có làm đừng có nhuyễn quá. Nhà thấy không, vừa lột tỏi mà vừa chạy bộ luôn á, vừa tập thể dục luôn. Ở đây mùa hè sáng ngày đi dạo cái vòng sớm á, dạo 2-3 vòng mùa hè, chứ mùa này đi không nổi, lạnh. Mùa hè ở nhà trong nhà đứng đúng nhảy. Ăn đêm nhiều á, ăn đêm nhiều cái bụng mình nó mập dữ lắm. Hôm nay tập bớt ăn bê đêm này, tối về nhà ngồi hồi buồn cái miệng rồi dậy kiếm cái gì ăn. Còn cái chừng 2 tháng nữa đầu nó mát lại, lúc đó đi bộ ngon. Ở đây cũng có phòng tập thể dục, mình tối về đâu có rảnh đâu, tối về 8 giờ mấy làm, 8 giờ mấy tối về tới nhà, về nhà nấu đồ ăn đồ uống nữa, đâu có thời gian đi. Đó, tỏi thì tao lột sắp rồi, tao bỏ cho tao xay. Nhấp nó thôi. Tao coi cái nhuyễn chưa? Chưa. Rồi xong. Nó tôm mình lên cái chẻ nha, giờ làm cái khó. Cái xả nó chìm nó tan ra.
lần thì mình đủ ăn, nửa nọc thì đủ ăn ngày rồi. Tây cả tự nhiên sẽ tốt thôi. Con vịt mình cũng đang nghe chảy. Lột lột mực mình của mình là lột tôm mình chừa cái đuôi lại cho đẹp mấy nhà. Nó chừa cái đuôi lại. Rồi hồi mình chẻ cái lưng nó chút thôi. Đến khi mình luộc cái tôm nó nở thì mình thấy bự. Lột em đắm lấy bụng mắm lột em lột em. Tới ngay chỗ này em còn nghiêng lại tới cái phần đuôi nhé, nghiêng lại nó tôm đầu tới chả lưng cả nhà, chả nhà chả chút phải xíu thôi. Chả chút xíu thôi cho bung ra mình cái chuyện mình luộc tôm lên đẹp lắm. Đó, cái gì chả cho hết rồi rửa qua nước muối chả tính nửa cái lưng mà thôi, đừng có chả hết nguyên mình đấy cả nhà. Giờ tới mực, mực mình khứa nha, khứa chéo chéo thôi để cho hồi mình luộc nó nở ra đẹp lắm. Cứ chéo qua chéo lại sắc rồi sắc miếng mỏng mỏng thôi, đừng có dày quá, đừng có mỏng quá, cũng vừa ăn. Phải gặt lá phải xét xéo lại có đẹp không? Ừ. Mình phải cắt hết, mình cắt vừa vô miếng kiếm mệt thôi, cắt quá nó xịt gà. Bây giờ ta sắp mỏng lại cái nhà mình mua cái này cục thịt này à, con chuột á, có chỗ kia bằng con chuột, có chỗ kia bằng thân nội á, nó mềm lắm, nó mềm hơn miếng thân năng thân ngoại, nó mềm hơn cái cốc lết. Chỉ cần mình chần qua cái chừng 1 phút thôi là nó chín rồi, mà ăn nó mềm ngon lắm. Giờ mình dành rửa rồi mình rửa với nước muối xong xuôi mình sắc ra mỏng đó. Sau khi mình rửa sạch vậy bắt đầu mình lạng cho mặt mỡ chín trắng vậy, lạng ra cho nó bớt, mình sắc mỏng vậy, lạng nó bỏ bớt bớt mỡ nha, mỡ bớt. Trong cái bịch nãy là nó có 2 cục, mình xài cục thôi, nào hết mình xài nữa.
đạn mở cái ít lại. Chỗ này có miếng gan. Đồng sắc mỏng ghê. Chặn qua nước sôi, cái chừng sôi mấy dạo là chín rồi. Này cũng mau chín rồi. Nó ăn mềm nó ngọt. Chứ mình mua cái thằng trái mưa thằng ngoại á là cốc lết á. Ăn dai cũng này. Khỏi ướp vậy đó. Để vậy mình bỏ vô đầu mình chần qua nước cái súp đó. Bò cũng vậy, bò mình muốn ăn á, muốn ăn chỗ thịt rồi đem mình đi nướng ha, cũng ngon lắm. Mình mua ngay chỗ cái thằng đầu con bò mình nó mắc rồi. Ở giờ mình có bịch hủ tiếu khô, hủ tiếu tươi á cả nhà. Bây giờ mình lấy lấy ra mình luộc. Bây giờ mình ở nhà có hai người nên giờ mình không có luộc nữa. Bây giờ mình để cho nó nóng quá, mình dặn nước nóng vô, mình ngâm cái chừng 1-2 phút bắt đầu xong xuôi mình bỏ vô cái máy oven á, mình đánh cái chừng 3 giây là nó mềm nè. Nó giờ dặn qua nước nóng. Vậy dặn nước nóng ngâm á cho chừng 1-2 phút. Năm hủ tiếu tới 2 phút ra. Giờ ta bỏ máy cho mình ta đánh cái chừng 30 giây là nó mềm lại. Khỏi cần bắt sôi lên. Tiếng mình thôi mềm rồi bắt khói rồi. Đây là món mà em nói giới thiệu cả nhà đầu, đó là cá lợp. Ở Việt Nam mình kêu bằng còi sò điệp đó, khô á. Chỗ này mình mua mình nấu hủ tiếu mua loại nhỏ thôi, còn mình mua ví dụ mình muốn nấu súp á, súp bông bóng cá này kia, mình mua cái loại bự á thơm ngon hơn. Bữa này cũng thơm lắm. Mình nấu súp đâu có cần loại bự chi, hủ tiếu đâu cần loại bự. Đó, bắt đầu mình đem đi ngâm ha, ngâm một hồi tới 5 phút cho nó sạch ra rồi mình rửa lại rồi mình bỏ vô nồi súp hủ tiếu của mình. Đó, cả nhà thấy không, đây là sò điệp này, rồi cái lợp súp khô à. Đó, mình bỏ vô nồi súp hủ tiếu thì nó thơm vậy lắm.
mình nướng, ngâm xong rồi mình nướng bỏ vô. Thơm hơn mực với tôm khô. Đó. Ở nhà thấy không? Giá hẹ hành mực tôm thịt thanh nội tỏi hành phi tầm và một nồi súp to luôn. Nhà thấy không, trong gieo luôn rồi. Mình vừa nấu mình tẩy mình nhờ như để lửa nêu tẩy lại không không sao, mình tìm để tẩy hơi hở hở này nó vừa cho thịt nó mềm rồi. Nhà cùng xem mình chế biến tô như thế đó. Giờ ta tìm chụp thịt thanh này các nhà. Thanh đã chín, giờ ta sắp đi tô. Nhà thấy không? À, giờ ta múc xương ra. Nhà mình nói cái miếng này à, đó cái miếng này à. Đó là cái sò điệp khô á. Việt Nam kêu bằng sò điệp. Còi sò điệp á. Còn bên đây kêu bên Mỹ kêu bằng cá lợp. Khô bỏ vô thơm lắm. Tấu tiếng mình nghe mà tỏi lên hành phi rồi dắt chanh vô, xịt miếng tiêu vô. Lên cái điều mình thấy miếng mình thịt thăn nội mình tái rồi, ngon mềm mỡ dai đúng mềm nè mình chào. Tôm chả lên nghe ra vậy. Mực rồi mời cả nhà dùng nha. Chào cả nhà ha, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, làm ăn thật đạt. Cả nhà coi nhớ like, subscribe, đăng ký kênh mình nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều, bye.
Đó, cái nhà thấy tô tiếu ngon không? Rồi đồng mày cả nhà dùng nha.